Béo dưới có trăng đỏ em ạ. Tại sao dạo này đi học lại béo lên? Béo béo lên á, nặng lắm, mẹ không bế được nữa rồi. Thế rồi sao lại thế? Ở trên trường ăn mấy bát cơm? Mấy bát? 3 bát. Ui trời, ở nhà được ăn 1 bát mà lên trường ăn 3 bát. 3 bát nhưng không đầy đâu, 3 bát chỉ có 2 thìa cơm rồi. 2 thìa cái gì, ông đừng có điêu. 2 thìa cơm là bát rồi. À, 2 thìa nhưng mà là 2 thìa to. Ăn ít đấy chứ, làm sao mà con ăn nhiều thế, béo. Nào, ăn đây sống. Làm sao mà con ăn nhiều thế? Ừ? Không nào. Ăn không no. Học hành thì có vất vả đâu mà ăn nhiều thế. Có 5 tiết, mỗi tiết 35 phút. Cộng thêm giờ nghỉ 5 phút nữa. Và 1 giờ nghỉ 15 phút. Thế này chết à? Thế? Ăn học như thế các bạn chỉ ăn 1 bát rồi xong mình ăn những 3 bát. Các bạn ăn 3-4 bát à. Thế ăn cơm với thức ăn ở trường ít không mà làm sao mà ăn đủ? Ít lắm. Thế thì làm sao mà ăn đủ với 3 bát cơm? Đây nhá, thịt có từng này, rau từng này, bát canh từng này. Thế thì ăn cơm không hả con? Đấy rồi có để thịt từ góc từng này, cơm ở đây là khác. Thế thì những bát đầu ăn với thức ăn, những bát sau ăn cơm không hả? Bọn con bắt đầu ăn 3 miếng thịt, bắt sau ăn 3 miếng thịt, bắt sau ăn 3 miếng thịt. Thế mà vẫn còn cơm. 3 miếng thịt bé tí. Khổ thân đã, đi học mà ăn khổ thế á. Đúng, ít ăn. Có hôm con đùi gà, có 1 miếng. Có hôm nhá, ăn bánh rõ ngon nhưng mà bình thường trên trường nhá, mấy đồ ăn không ngon đấy. Cho nhiều dữ, nhiều cực luôn. Còn những đồ ăn ngon như cái bánh màu trắng ấy, bánh ấy ngon cực kỳ luôn. Con là mẫu, có mẫu này. Giải sô-cô-la bên trên, chắc đắt tiền. Giải sô-cô-la bên trên, ăn phát không bỏ răng. Kiểu đấy xỉa răng. Thế con ăn không, con thèm không? Có.